trồng dứa này đất của ai? Đây bà con này. Đấy, người ta trồng được dứa như này cơ mà. Người ta có bỏ hoang như đất của mình đâu. Đất của mình bây giờ chỉ gọi là thấy các cái cây ngô thôi, tụi tàn như thế này thôi. Ây à, đến cái chỗ nào anh Mỹ? Đưa đi ngó một tí nữa. Từ từ, đường hẹp quá. Từ từ nhá, ông đợi một tí nhá. Ui. Cháu Khâm mến chào quý cô bác anh chị nhà hảo tâm cùng toàn thể quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, thời điểm hiện tại là vào buổi chiều, sắp hết một cái ngày nữa rồi. Anh em mình đang cùng A Mỹ này, bé máy này đi xem cái mảnh đất mà bố của cháu đúng không? Đúng. Ngày trước là ông chia cho đúng không? Vâng. Thì là chốc nữa thì cô bác anh chị sẽ được cùng thị sát cái mảnh đất nó ra làm sao, với một cái hy vọng rằng là sẽ có một cái mảnh đất ở khu vực thấp hơn, đường xá đi lại thuận tiện hơn, giúp cho các bé một cái ngôi nhà nhỏ các bác. Ở đây thì anh em mình chào khán giả ở một cái địa điểm, đây là một cái đoạn đường bê tông ngã rẽ lên nhà của mấy cháu. Đi đâu? Anh đi đâu? Chợ lợn. Cái đoạn đường bê tông này đi vào nhà của các cháu thì một cái khoảng độ khoảng hơn một cây số. Đấy, hơn một cây số thì phải đi đường đất, đường rất là bé. Đấy, thì có đoạn video các bác thấy đường rất là chật hẹp, hai cái xe máy còn gần như là nếu mà tay lái không chắc là không thể tránh được nhau. Đấy thì cũng chỉ hy vọng làm sao là những cái mảnh đất mà chốc anh em ý xem ấy thì nó cũng gần đường như này này. Đấy. Đầu tiên thì là về cái việc là xây dựng nhà cửa là vật liệu nó vào dễ đó. Cái thứ hai là em mong muốn các cháu ở cái khu vực nó gần đường xá hơn, tiện đi lại hơn, ngày mưa ngày gió không phải lo lắng đúng không? Đúng rồi. Đấy, sau này thì cũng không phải quá vất vả trong cái việc rằng là đi lên đồi, đi lên núi mới đến nhà như thế. Thì là bây giờ thì cái này gọi là manh nha thôi, mảnh đất này mới gọi là manh nha thôi, thì em phải đi khảo sát xem. Và hai nữa thì là cũng phải là về cái pháp lý mảnh đất lại. Chẳng may là sau khi bố mất thì cũng được 3 năm rồi thì lại ông thì lại là người duy nhất, người thân duy nhất còn trên đời này thôi, thì ông sẽ là cái người gọi là tiếp quản lại mảnh đất. Đấy, thì bây giờ chẳng may như ông thì video trước các bác thấy là ông không hợp tác với anh em mình, thì nếu mà có kinh phí xây nhà hạn, ông lại bảo là thôi tao không cho chúng mình làm thì chúng mình làm được gì chẳng hạn, thì cũng rất là khó. Nhưng mới bây giờ, nhưng mà có thì mình cứ đi xem đã. Rồi sau này là xem là ông thái độ ra làm sao. Bây giờ chắc chắn là bố mất thì không ai khác ngoài ông là lại tiếp tục là sở hữu lại cái mảnh đất. Đấy mọi người, bây giờ là còn ai nữa đâu. Thì là ông chẳng ông chẳng là người nắm giữ mảnh đất trông coi là cái gì đúng không? Đúng rồi. Được rồi, bây giờ là máy nhá. Máy lên xe, chú Mỹ dẫn anh em đi trước đi. Đấy, anh em sẽ vừa đi sau. Đây chỉ cần được ở những cái mảnh đất mà nó giáp với đường như thế này là cũng được rồi này các bác này. Mảnh đất như thế này thì sẽ rất là thuận tiện, xe vật liệu thì cũng sẽ đến tận nơi. Ở trên này thì không có ruộng lúa các bác anh chị ạ, toàn là những cái mảnh nương, đồi rồi là đá vậy thôi. Anh em mình hy vọng là mảnh đất mà hai chú cháu kia dẫn đến sẽ là một cái mảnh nó tiếp giáp với mặt đường như thế này này. Ở đây cũng không ít mảnh đất là bà con mộ nhiều thì anh em dám làm nhà cho các bé ở được. Đấy,
Bây giờ là vào thời điểm 5 giờ kém buổi chiều rồi. Quanh đây thì lâu lâu vẫn xuất hiện một cái ngôi nhà của bà con. Hai nữa thì là để cho chọn được một cái vị trí cho các bé thì nếu mà chọn hơi hoang vắng quá cũng không được cơ bác ạ. Vắng quá thì cũng rất là sợ vì các em bé gần như rất là nhỏ. Đây á. Sống đi tí giờ thế hả? Đâu? Bên này hay bên này? Bên này cũng phải. Máy bảo bên này cũng phải. Bên trên cũng phải. Máy biết không? Máy biết đất của bố không? Hả? Nương, nương nào? Nương nào là phải của nương, 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 nương máy. Bởi vì máy cũng rất bé thôi. Mới có... Nhốt rồi. Mới có 9 tuổi thôi. Lúc bố mất thì 6 tuổi thì còn rất là nhỏ. Chỉ gọi là chắc là lớn này là đi làm nương rồi đúng không? Vâng. Thì là bây giờ lớn này thì gọi là đi làm nương chỗ nào thì sẽ biết là đất đấy của nhà mình thôi. Đấy, ông mà tỉnh rượu ông chị đi cùng thì tốt rồi. Chỗ mà thế. Đâu? Chỗ mà có những cây dứa kia là của họ. À à, đây à? Vâng. Tất cả cái mảnh đất tiếp giáp mặt đường này á? Vâng. Ngô đây ông trồng à? Ngô đây là cô hổ về trồng cho. Bây giờ ấy, bố nó mất được 3 năm rồi. Thì cái đất này ấy, kể cả là của bố ấy, thì là ông cũng gọi như là ông cũng lấy lại thôi, Ami ạ. Tức có nghĩa là bây giờ ông là cái người sở hữu cái mảnh đất này đúng không? Vâng. Có ai khác nữa đâu? Không, bây giờ con mất rồi thì còn mỗi mình ông thì chỉ ông chỉ canh giữ nương này. Đây. Khu này đúng không anh Mì? Vâng. Đến hết cái chỗ đến cây chuối kia không? Ở chỗ cái cây cao mình à, mà cây xoài cao. Kia. Vâng, khoai xoài kia là của nhà. Nhưng mà những cái đang trồng những cái cây ngô này đúng không? Vâng. Tàn dư của cây ngô này đúng không? Vâng. Giáp mảnh đường này, đến vâng. Chỗ cột điện bên kia không? Tỉ ni bây giờ. Ở đây này, bên kia hình như dứa kia là không phải của mình rồi. Đây, cái mảnh này là tiếp giáp đường như này này. Chị không đi nói. Mảnh này thì là nó thấp hơn mặt đường. Đây đến chỗ cột điện này. Để chú cột điện này. Ừ. Thị sát lại một chút xem là có còn hơn không mọi người. Hay là ở đây còn một cái nữa là cột điện đấy anh Mỹ ạ. Cột điện dây điện này mình làm nhà có được không? Không đơn giản đâu. Đây à? Vâng. Đây là ranh giới à? Vâng. Đây có một cái lối đi đây. Đi xuống đi này. Dẫn em đi xuống này. Dạ con đi lỏ. Trồng dứa là không phải của mình rồi đúng không? Vâng. Trồng dứa này là đất của ai? Đây bà con này. Đấy, người ta trồng được dứa như này cơ mà. Người ta có bỏ hoang như đất của mình đâu. Đất của mình bây giờ chỉ gọi là thấy các cái cây ngô thôi, lụi tàn như thế này thôi. Hay à, đến cái chỗ nào anh Mỹ? Đưa đi ngó một tí nữa nè. Bởi vì ở đây là còn dây điện đây này các bác này. Đấy, nếu xây nhà thì khả năng thì là cũng phải xem xét lại một chút. Tất nhiên là với một cái mảnh nương mà không thấy là cũng tương đối là rộng đấy. Nhưng mà nó cũng không được bằng phẳng, nó âm hơn đường. Thì ngó ngàng xem. Đất thì chỉ đến đây. Đâu? Đến đây thôi đúng không? Vâng. Cứ trồng giữa là không phải của mình rồi. Vâng. Ừ. Đây. Đây của họ trồng giữa đây này. Đây bên dưới này là khác hẳn rồi, không phải của mình rồi các bác. Yeah, đi xa bên kia. Đấy, đất ở đây xem nào. Có cãi nhau với ai không? Cũng chả biết được nhỉ. Em khởi đang quay vlog cam lên thì
các bác thấy toàn cảnh cái mảnh đất phía bên dưới này. Như nào, cái chỗ này thì nếu mà làm nhà thì vẫn làm được anh Mỹ ạ. Cũng được, đấy. Bởi vì ba cháu gần đây cũng không yên tâm cho các cháu ở đây. Cái ông Hán kia thì nó cũng các cháu ở đây sợ các cháu hái dứa của nó. Ờ. Không cho ai gần đây. Không cho ai gần đây á? Vâng. Là như nào? Sợ các cháu ấy trộm hái trộm dứa. Vâng. Ông ở nhà kia kia. Vâng. Cái nhà bé trên kia. Vâng. Thì cái đấy là điều bình thường thôi, mình mà ở mình mà không nước sông không phạm nước giếng thì có cái việc gì đâu. Cái việc mà người ta trồng dứa ở đây người ta sợ trẻ con rồi là sợ kẻ trộm vào thì cái đấy là hết sức bình thường, nhà nào cũng thế thôi. Đấy, mình lấy mới sợ thôi chứ mình không lấy thì mình sợ cái gì. Ai da, cái điện cột điện này cao bao nhiêu mét đây nhỉ? Ở đây thì là anh em thấy có một cái vướng mắc là cái cột điện là ngang qua đúng cái mảnh đất của bố nếu các cháu. Như sai thì cái nóc nhà không trả vào dây điện cũng được. Thì chắc chắn là phải không chạm vào đấy chứ. Đấy, nhưng mà muốn là cao nhà cao đến mặt đường ấy thì chắc chắn là sẽ bị dính vào dây điện. Trước mắt thì là ngó ngàng cái mảnh đất thôi mọi người ạ. Thời điểm hiện tại thì là anh em cũng chưa có kinh phí đâu. Đấy, chưa có kinh phí để mà làm nhà đâu. Anh em sẽ túc tắc tìm hiểu cái mảnh đất trước. Bởi vì là cũng rất là cảm ơn cô Vân, một cái nhà hảo tâm rất là lớn trên kênh là cũng động viên cháu Khâm kêu gọi. Và cô bữa trước là cũng đã ủng hộ 5 triệu vào quỹ rồi các bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì cô cũng động viên anh em mình tiếp tục là kêu gọi và tìm hiểu đất đai, xem các bé có đất rồi làm sao. Mảnh này mảnh duy nhất à? Còn mảnh nào nữa không anh? Duy nhất đây thôi. Ừ, khó lắm mọi người ạ. Nếu bây giờ nếu mà may có tiền làm ấy thì chắc chắn là mình sẽ làm cái lối đi xuống riêng và làm cái nhà ở khu vực bên kia ấy, nếu mà làm nhà thấp dưới kia ấy, thì nó sẽ không dính dây điện. Dưới kia là có một dòng nước chảy để đây à, vào nhà. Tức có nghĩa là bên này bên này có một cái bên dưới có một mạch nước ngầm đúng không? Vâng. Khó đấy nhờ. Như này thì gần như là cái phong thủy nó không được đẹp cho lắm. Đây à? Vâng. À, ở đây có một cái hủm mọi người ạ. Đây là bên dưới có nguồn nước chảy à? Có nguồn nước chảy nhưng bây giờ nó người dân ở đây nó sâu đấy nhỉ? Dòng vò húp ở đồng trên đầu nguồn à? Đầu nguồn hết. Nhưng mà mùa mưa thì sẽ có nước đúng không? Vâng. Đây ở dưới này có một cái hủm to và sâu phết đấy chứ không đơn giản đâu. À, đây có một cái đây gần như thì nó là một cái điểm mà nước chảy đấy, một cái khe đấy nhỉ? Đúng rồi. Đây là bình thường là nước chảy bên dưới này à? Và nó sẽ ngấm vào dưới bên đất của mình đúng không? Vâng. Chảy thẳng xuống dưới. À, nó chảy qua trên đất của các bé. Thị sát. Sau này các cháu có duyên phận được các nhà hậu tân giúp đỡ thì họ sẽ có ai thương đến các cháu thì dùng đất để đổi. Đổi đất á? Vâng. Liệu có đổi được không? Nếu như nếu ai có đổi được. Đổi ý là muốn là đổi khu vực khác đúng không? Vâng. Ở đây thì có một cái mảnh đất đấy, có một cái điểm sáng đấy các bác ạ. Tuy nhiên thì là cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây thì mọi người thấy rồi. Ở đây thì nếu mà làm nhà thấp hơn đường thì không thấy rằng là nó cũng được thôi, nhưng mà sẽ không được đẹp và không được gần như là mùa nước mưa các bác thấy rồi. Thấp hơn đường thì đường nước nó cứ chảy vào nhà mình thôi. Thì sẽ không được tiện nghi cho lắm. Hai nữa thì là
ở dưới cái khu vực đất các bé này, nó là một cái gần như là một cái động nước đúng không? Vâng. Động nó chảy nước ra xuống dưới kia. Đây làm ra khu vực bên này thì sẽ tránh khỏi cái đấy này đúng không? Tránh khỏi nhưng mà nó sát đường quá. Sát đường quá. Vâng. Đây, đây là một cái khu vực là nếu được thì làm nhà ống đúng không? Nhà ống á. À. Đây, còn vết còn lại thì để các bé quay vào cho các bé trồng rau. Đúng không? Trước mắt thì tìm hiểu thế thôi, mấy nữa chẳng may ông lại bảo là không thích, ông lại ra ông bảo đất của tôi, các người có quyền gì thì cũng mệt lắm. Bây giờ thì hiểu để nếu như các ba cháu có duyên thì cứ làm thôi. Bây giờ ông cả thì cũng không có ý gì để cho các cháu ở. Đúng rồi, ông mà còn cả nữa thì gần như là cùng kéo nhau đi xuống đấy các bác ạ. Các cháu đã không có cái gì rồi, bây giờ có một cái mảnh đất duy nhất này, mảnh đất duy nhất này chắc chắn là hiện tại là đang thuộc quyền sở hữu của ông. Những cái cây ngô này là cô Út kìa. Thế ai hộ cấy? Dùng cái cuốc à? Cuốc để cuốc lên. Đất thì phải cày xới mới làm được chứ. Không ai về hộ để cày thì cứ dùng cuốc thôi. Đây cái khu vực trên này này cũng là đất của mấy bé thôi đúng không? Vâng. Này cái khu vực này thì nó cao hơn đường một chút này. Thật sự là làm cho các bé thì không làm to như được ăn mì đâu. Đúng rồi. Đấy, có thể là các bác ạ. Đây này, lên đây làm một cái nhà ống. Làm một cái nhà ống. Đi vào trong kia. Có hai phòng ngủ, có bếp. Có phòng khách. Đấy. Là ok rồi, chứ cũng không mong muốn gì hơn đâu. Hôm nay đi thị sát một chút để cô bác biết được hôm nọ video không có chia sẻ đấy. Cũng qua lời kể của anh Mỹ thôi thì bố các cháu là còn có một cái mảnh đất này. Đấy, đất của người ta thì là trồng dứa tươi tốt thế kia, đất của mình này. Đấy, ông thì bây giờ là kể có làm thì cũng chỉ là cho cái cô Út kia. Đấy, có hai cô kia là đi cuốc trồng những cây ngô như này. Ngô em nhìn cũng rất là xấu, rất là rậm rạp. Đất chả làm được cái gì khác cả. Đây, khu vực này khả năng hợp lý hơn này. Anh Mỹ này, quay cho các bác xem đây. Anh em Khâm vừa mới xem được toàn cảnh cái mảnh đất của bố để lại. Thì lên khu vực này khả năng là nếu mà được ấy, xây khu vực này này. Vâng. Làm cái nhà ống. Chắc là kinh phí nó không khác gì là không làm một cái nhà 60m2 đâu. Ví dụ nhà 60m2 thì mình làm ngang ra thì là một chiều 10m, một chiều rộng là 6m. Thì bây giờ mình lại đổi lại các bé thì khả năng là nhà ống mình làm 4m thôi. 4m và mình sẽ làm dài dài vào độ khoảng 12m nữa. Nếu có kinh phí. Còn không thì mình có thể là bố trí kinh phí làm sao là hợp lý nhất để mà làm cho các bé thôi. Bây giờ thì ít nhiều thì cũng mong muốn là có được hai phòng ngủ đúng không? Đúng rồi. Có bé cái là bé trai mà. Xong thì là có một cái không gian khách và cái không thể thiếu nữa là nhà bếp và nhà vệ sinh khép kín bởi vì các bé rất là nhỏ. Hai nữa thì cái mảnh đất này sau này rõ ràng ra thì cũng phải làm sao là rào hết lưới sắt vào cho các cháu, đúng không? Nếu không thì cũng là cứ là cái nhà cấp 4. Ừ. Cấp 4 để cho nó đồ nó nhìn nó khác hơn. Đẹp hơn cái nhà ống. Có tiền kinh phí bao nhiêu mới là quan trọng thôi anh Mỹ ạ. Đấy, tất nhiên không phải ai cũng may mắn được như anh Mỹ. Anh Mỹ thì rất là may mắn là được cô Thanh cô tài trợ cho từ A đến Z một cái căn nhà. Tất nhiên thì ai cũng muốn đẹp như anh Mỹ lắm. Nhưng mà em bản thân là một người đi làm kênh thì phải cân đong đo đếm lại những cái kinh phí cũng như là cái thiết kế ngôi nhà làm sao hợp lý nhất. Ở mặt đường thì
nếu mà cái đất quỹ đất nó hạn hẹp thì mình làm nhà ống thì nó hợp lý hơn. Giống như trường hợp mồ côi máy với lùng anh Hiệp làm ấy, gần như là cũng không phải nhà ống đâu. Ở trong đấy thì do là cái thế đất thì anh thiết kế nhà là phòng khách rồi là hai phòng ngủ, bên dưới thì là khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh thì cũng rất là hợp lý. Ở đây thì nó còn là đây này, nếu mà không có dây điện thì nó đỡ hơn, nhưng mà nó còn dây điện này, không đơn giản đâu anh Mỉ ạ. Đến lúc làm lên rồi là mới phân tích đến thì lúc đấy mình chậm rồi. Miếng đất trên này này là của ông thôi. Đây không? Vâng. Từ đây à? Hết cả bên này cũng phải. Đây, cái miếng này cũng phải. Vâng. Cái miếng này thì là ở trên đường rồi các bác ạ. Nhưng mà nó cũng cái này làm thì vẫn phải đào nhỉ? Vẫn phải đào, nhưng mà trên này cũng đá nhiều. Đá nhiều đấy nhờ. Ê, lên trên tít trên kia à? Vâng, tít cái cụt điện. À, thế cũng xa xa mà. Thế cũng đủ đất làm một cái... Đủ đất làm một cái nhà mà. Nhưng mà mình sẽ phải tốn công san nền. San với lại... Lại đá này thì khó vỡ. Không như đá trên đâu. Gọi chung thì là hôm nay không thấy được một cái chút le lói về cho các cháu là ánh sáng le lói đấy các bác ạ. Là một cái mảnh đất ở gần đường như thế này. Một thì là nếu mà không còn chỗ nào khác thì mình vẫn có đất để mà mình làm một cái nhà. Tất nhiên là cái vấn đề là của ông thì không nghĩ rằng là cũng không quá đau đầu đâu, bởi vì trước ông đã chia cho bố các cháu rồi. Thì kể cả bây giờ là các cháu còn quá nhỏ, nhưng mà các cháu là có quyền thừa hưởng lại của bố mà. Các cụ ngày xưa chia cho thì cũng không có giấy tờ đâu các bác ạ, gọi là cho bằng miệng thôi. Bây giờ mất đi rồi thì mẹ thì bỏ đi rồi, gần như các cháu thì sẽ không có tiếng nói. Và không nghĩ rằng là nếu mà được kinh phí hỗ trợ các nhà hảo tâm thì cái vấn đề đất thì Khâm sẽ cùng A Mỉ là có lẽ là sẽ sắp xếp và lo lắng chu toàn cho các bé nhỉ, sẽ không phải là khiến mọi người bận tâm được. Cái mảnh ở trên đường này thì không vướng víu gì dây điện cả, không phong thủy nó cũng tốt đấy, không có cái mạch nước to chảy qua bên dưới, cũng là mạch nước to cả cái bên dưới. Thì thưa với mọi người thì cũng không phải là phong thủy gì không tốt đâu, mà bản thân không cảm nhận được rằng là nếu mà nó cứ chảy liên tục thế này thì kể cả mình làm nhà trên thì cũng không chắc chắn được về lâu về dài. Sợ nó lún ấy. Đấy, bên dưới mà các bác tưởng tượng là dưới đất của mình mà có một cái mạch nước mà nó to, nó thủng qua bên dưới thì nghĩa là mùa nước nhiều nó cứ suốt ngày chảy róc rách bên dưới để thông qua dưới chân bên kia. Thì về lâu về dài nước chảy đá mòn, huống chi là ở đây là đất, thì là sợ rằng là làm nhà trên thì nó cũng sẽ không kiên cố được. Thì anh em mình gọi là sẽ túc tắc tìm hiểu tiếp, hoặc là như phương án anh Mỉ ấy, thì là anh ở cũng gọi là đồng bào người Mông với nhau thì có thể là xem trao đổi xem là còn cái mảnh đất nào nó có thể là đổi cho người ta, mà mảnh đất đấy có vị trí nó cũng em cũng muốn mặt đường như này này. Hai nữa thì là xung quanh là nó cũng phải không hoang vắng lắm đấy. Như ở đây thì cũng có thấy đi vài tí là có những cái ngôi nhà đấy, đường xá thuận tiện như này, nhưng mà có nước không lại là một câu chuyện nữa đấy. Đây thì nếu như là đây thì kéo nước từ trên này xuống. Có nguồn nước này, phải là một cái nguồn nước nữa cho các cháu sinh hoạt. Xây dựng là một chuyện, xây dựng là không có nước là không làm được. Nhưng phải có nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày. Trên này thì cũng có. Nhưng mà có người dân ở đây có nước dùng thì mình ghi tên là... Có một cái hồ ngay ở trên đường. Thì mình dẫn nước về được cho các cháu. Thì cái đấy không quá lo lắng. Thế bây giờ chú hỏi máy tí nào. Nếu được thì máy có muốn xuống đây ở không? Có á, có muốn xây một cái nhà ở gần đường như thế này ở sợ không nhỉ? Không biết. Nói chung thì ba bé thì sợ đấy, nhưng mà mình nếu mà làm được cho bé cái nhà sẽ cố gắng làm sao là xin kinh phí các nhà tâm là ví dụ làm rào B40 này đấy, quay lại đúng không? Vâng. Làm rào B40 quay lại hết, rồi là cửa chính một lớp khóa, rồi là cửa ngoài một lớp khóa, quay hết sân, hết các thứ vào. Đấy, quay chắc chắn vào, khóa chắc chắn vào. Đấy. Xong là mua cho các cháu một con chó lớn nữa. Các cháu, ủa nhưng mà không ai đi học, không ai nuôi.
sợ. Đấy, nó là những cái vấn đề nó như thế mọi người ạ, giúp những trường hợp mồ côi thì rất là khó khăn luôn, kể cả sau này nếu mà có kinh phí làm nhà ấy, phải lo từ A đến Z, các bé thì chưa có khả năng lo được cái gì cả. Đấy. Nếu như các cháu ở gần nhà anh thì tốt biến mấy, cách thì À, hôm xa nọ hôm 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 nọ bảo là quà cáp thì các thứ thì cứ tạm thời là A Mỹ hỗ trợ lên nhà A Mỹ nhé. vâng. Hôm nay mang quà thì là cái nào mà chưa sử dụng đến thì như anh bảo em thôi, chê mang lên để nhà anh nhờ. Xong là cuối tuần thì các bé mà ví dụ như quần áo quá nhiều thì có thể hộ em cất với. Bữa Vâng. trước thì nhà hàng xóm phản ánh với mình là để ở nhà họ không tiện thì em cũng ngại quá, không thể cái gì mang đến cũng đi nhờ đà họ được. Đúng rồi. Thì là bây giờ anh Mỹ là thân thiết nhất với các cháu rồi, cũng như em rồi, thì cùng nhau giúp thôi. Đấy. Hay Ừ. ạ. Tháng nào qua được cũng về đây hỏi thăm các cháu thì cũng Ừ. dần dần các cháu cũng biết anh nữa rồi, cũng không sợ nữa. Gọi là A Mỹ cũng phát cái tâm cho đi đấy, bởi vì anh đã được nhận lại rồi, em nghĩ là được nhận các nhà hảo tâm về rồi nên là mình cũng phải đi giúp đỡ người ta với. Tất nhiên thì ví dụ sau này nếu mà có kinh phí làm cái nhà thì em sao làm sao là em muốn anh Mỹ cùng làm, hoặc là anh Mỹ sẽ là cái người làm cái ngôi nhà này, anh cũng biết Vâng. xây và anh cũng có thợ đúng không? Vâng. Đấy thì về đây cắm chốt thì mới có người trông vật liệu các thứ chứ đúng không? Đúng rồi. Thì làm sao mà em này em không thể nào mà em về đây trông vật liệu các thứ được. Thế nếu Các như bé thì càng không thể. vâng, nếu Đấy. như sau này các Có cháu A Mỹ là yên tâm quá, may có có anh duyên thì đồng hành cùng là rất là yên tâm. vâng. Đấy. Các cháu có duyên thì Nhận nhá. sẽ chấp nhận tất cả về để giúp các cháu, với lại Đúng. là mình cũng thương đến các cháu thì Ừ. chỉ về giúp cho các cháu nữa thôi. Gần như là các ngôi nhà thiện nguyện của em làm thì đấy nó bằng giá tiền như nào thì lại em lại cho anh Mỹ làm À, đúng không? vâng. Đấy, sẽ không gọi đội thợ nào khác nữa, bởi vì anh này cũng có một chút tay nghề thợ, và hai nữa thì là cũng có đội thợ gọi người thợ về làm được mà đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đấy là những cái câu chuyện chia sẻ tương lai nếu có thôi, mình không chắc chắn được. Bây giờ thì là kênh có độ khoảng 33 triệu rồi thì anh em mình có cái cơ sở để mà nghĩ về các bác ạ. Và hiện tại thì trước mắt là cũng có những cái mảnh đất anh em tìm hiểu qua như này rồi, nên là một cái tiền đề nào đó thì đang dần dần hé mở lại một cái cánh cửa mới cho các bé, thì không hy vọng rằng là sẽ vẫn tiếp tục nhận được những cái khoản trợ duyên của các cô các bác, và anh em mình sẽ có những cái video mới hơn về những cái đất đai các thứ. A Mỹ cũng hỗ trợ em nhé, Vâng. cùng giúp cho các bé đi thôi. Thì Vâng. A Mỹ cũng là một hoàn cảnh được giúp rồi mà, A Mỹ thì để mà A Mỹ tự đi làm kiếm tiền và xây được cái nhà như hiện tại thì em nghĩ rằng là sẽ rất là lâu. Thế cho nên thì là thay anh cũng chắc chắn này công việc các thứ trên nhà A Mỹ vẫn làm, vẫn quan xuyên, vẫn phải làm thôi, nhưng mà cũng một phần đã có duyên với các bé thì hy vọng rằng là em cần công việc nào đó thì ới A Mỹ, thì hy vọng A Mỹ sẽ cùng em tiếp tục là Vâng. đồng hành với, bởi vì rất là khó, một mình không thì làm rất là khó mọi người ạ. Đấy, có A Mỹ nữa thì anh em mình sẽ cùng nhau. A Mỹ là một chàng trai trên bản biết tiếng là người Mông, và những cái giao tiếp Mông của anh ấy thì rất là ok. Đấy, thôi có lẽ thế thôi nhỉ, trời Vâng. tối rồi, thì là bây giờ là em sẽ xe đường này về nhà luôn, và anh đưa các cháu lên rồi anh chắc Vâng. lại vòng qua đường núi vào thôi đúng không? Vâng, Thế vòng qua thì núi hả? ồ, thế anh em mình cùng giúp đỡ bên máy nhá, cười lên. Được ạ. Chào các cô các bác, chào các ông các bà, kết chào tạm biệt các ông các bà này. Chào các ông các Cháu bà. xin chào và tạm biệt. Chào chào các ông các bà. Ừ. Cháu xin tạm biệt các ông các bà, Cháu xin tạm biệt các ông các bà. các bác, các cô, các chú. Các bác, các cô, các chú. Đấy. Lấy tay chứ. Có lẽ là Khâm cũng xin phép là tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.